đi học cái gì mà lâu vậy không biết. Mày sao vậy? Tao mới đi cả chút xíu mà mày nhớ tao vậy hả? Đừng có xem nữa, về nhà lẹ đi, nhà cúp điện rồi, sợ. Có tao ở đây rồi, đừng có sợ. Về. Đi. Đi. Mày làm cái gì vậy? Chân mày quýa rồi kìa. Để tao bế mày về. Thả tao xuống. Tình yêu có phải là vâng vấn? Cái ôm đó chắc chắn nó phải có một cái ý nghĩa gì đó đúng không? Anh không biết. Chẳng qua là đúng người, đúng thời điểm và hạnh phúc. Ok. Chuyện gì? Ở nhà mà ăn mặc vậy á hả? Chứ bình thường ăn mặc sao? Thì... Qua đây làm chi? Sợ. Vô đi. Ta nằm đây. Giờ sao? Thì ngủ chứ sao? Chứ không được hả? Bình thường. Cũng được. Nhưng mà đỡ hơn là không có người ở bên cạnh. Nãy em không qua anh thì anh cũng qua em. Hả? Không nghe thì thôi. Mày có tin? Mày? Mấy người có tin là tôi gửi gối này vào mạng sườn trái của mấy người không? Nói. Ý của anh á, nếu em không qua anh thì anh cũng qua em. Là mấy người cũng sợ ma nữa hả? Anh sẽ cúp điện. Anh nhớ lúc nhỏ, ba anh lúc nào cũng thắp đèn xong, chờ tới khi anh ngủ say rồi mới rời đi. Nhiều lúc ông ấy đợi cho đến khi nào anh tỉnh dậy. Anh cảm thấy cái lỗi khi anh nhớ ba anh hơn nhớ mẹ anh. Anh cũng buồn
Khi vắng bóng mà hơi lo. Nhưng có em ở đây á, nhiều lúc cãi lộn thấy vậy mà vui. Còn quýnh nhau nữa chi? Sao? Chơi không? Nè, bớt nhoi, ngủ đi. Ngủ đi. Sao cái mùi này hôm nay bạn anh rước anh đi học, Tân tự đi một mình nha.
Tân, hôm qua Tân có ngủ được không? Được, mà hôm qua gọi điện làm phiền đông, ngại quá à. Không có gì đâu, lần sau mà Tân có ở nhà một mình ấy thì cứ bảo đông sang trông cho, không có gì phải ngại cả. Tuyết, ê biết sao mà bữa nay nó đổi chỗ không? Tao nghe nói là cái lớp phụ đạo của nó tối qua bị hủy. Rồi liên quan gì tới việc đổi chỗ? Thật ra là Đông cũng ở trong lớp phụ đạo đấy nên là Đông biết. Hôm qua Tân phải ở nhà một mình, anh Vũ cũng phải ở theo. Mà trong khi đó Tuyết nhờ anh Vũ chỉ bài hộ để chiều nay làm. Thế nên là... cái vấn đề á, chiều nay là nó thi tuyển, cho nên là nó mới hờn, nó ghen với mày á Tân. Rồi không biết đâu, sao hôm nay đi có mình vậy? Nó vô trễ rồi, sáng nó gọi cho tao á, rồi nó vừa khóc vừa nói cái gì mà tối qua có thằng nào gọi cho nó, rồi má nó quýnh nó, tại vì nó là một cái đứa con gái gì đó hư thân mất nết gì đó, tao cũng không biết nữa, nghe không rõ. Nhưng mà nó không có mời mày. Tao mới bị mẹ cấm túc á, chắc tao không đi đâu. Không mời thằng Tân chắc tao cũng không đi à. Có chuyện gì vậy? Sắp sinh nhật con Tuyết á, chắc nó cũng sắp mời mày rồi đó. Coi có đi không thì báo cho người ta để người ta chuẩn bị. Cái chuyện đó thằng con trai nào cũng làm như vậy mà. Chuyện gì? Cái chuyện hồi sáng làm đó, thằng con trai nào cũng muốn so sánh của mình với thằng khác, xem ai to hơn. Chuyện bình thường. Thiệt hả? Không sao đâu. Vậy mấy người không có ngại hả? Không. Nhưng mà đừng có kể cho ba nghe nha. Điên quá, tự nhiên lại kể. Mà nè, vậy á to hơn. Đương nhiên là của tao. Của tôi to hơn rồi. Mấy người có chút xíu. Mày đặt. Nè, coi chừng té đó. Tập te đi.